Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thầy ơi. Hôm nay sau một thời gian dài nghỉ do dịch bệnh Covid cũng như là nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì hôm nay mình sẽ trở lại và giới thiệu cho các bạn nghe về một cái chủ đề rất là quen thuộc trong kinh tế, đó là chủ đề về lực cung và lực cầu ở trên thị trường, tiếng Anh gọi là supply and demand. Chúng ta biết rằng là trên thị trường đó, đây là hai cái lực chính, tức là một cái thị trường bao giờ nó cũng phải có bên mua và bên bán, đúng không các bạn? Chúng ta bán ai mua và chúng ta mua ai bán, hai bên phải thuận lòng lẫn nhau, thuận lòng người mua, thuận lòng người bán thì như vậy giao dịch mới xảy ra được, đúng không bạn? Chúng ta mới có cái chợ, chúng ta mới có buôn bán ở trên thị trường. Rồi thì đây cũng chính là hai cái chủ đề lớn nhất trong kinh tế vĩ mô chúng ta học, đó là phía bên supply, tức là phía bên cung ứng hàng hóa, phía bên người bán hàng, và phía bên demand, tức là phía bên người mua hàng, tức là khách hàng của chúng ta. Rồi thì ở trên thị trường á, nó có nhiều loại thị trường lắm, có những dạng thị trường gọi là thị trường cạnh tranh, competitive market, hay còn gọi là kinh tế thị trường. À, thì kinh tế thị trường là một cái dạng kinh tế mà rất là phổ biến hiện nay, nó phổ biến tại châu Âu, châu Mỹ, châu Úc và rất là nhiều nước tại châu Á và kể cả Việt Nam. Sở dĩ chúng ta gọi là kinh tế thị trường để chúng ta phân biệt ra với một cái dạng kinh tế nữa, đó là kinh tế bao cấp dưới thời xã hội chủ nghĩa. Ví dụ như các bạn có thể hỏi ông bà, các bạn, cha mẹ của bạn ngày xưa, kinh tế bao cấp là gì? Tức là chúng ta không có làm gì hết, chúng ta làm việc theo vai trò do nhà nước phân công và hàng tháng nhà nước sẽ cung cấp cho chúng ta bao nhiêu ký gạo, bao nhiêu ký đường, bao nhiêu ký thịt, bao nhiêu ký muối. Còn ở đây, kinh tế thị trường là không có. Mỗi người tự lao động và tự đem sức lao động của mình, tự đem hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ do mình làm ra, đem ra chợ để bán. Và chúng ta sẽ bán cho người nào trả cái giá cao nhất, được không các bạn? Và nhà nước sẽ chỉ đóng vai trò đó là đề ra luật pháp chung thôi, chứ không có can thiệp trực tiếp chỉ định là mỗi người được mua bao nhiêu sản phẩm, mua với giá nào, nhà nước sẽ không can thiệp vấn đề này. Thì cái đó gọi là dạng kinh tế thị trường, hay còn gọi là thị trường cạnh tranh, competitive market. Nhưng mà chúng ta thấy một thị trường đó, mà muốn cạnh tranh đó là phải có nhiều người mua, nhiều người bán, đúng không các bạn? Thì người mua, người bán mới cạnh tranh lẫn nhau. Ví dụ như một cái chợ có rất là đông người bán, hàng này bán một cái sản phẩm với giá là 10 đồng, hàng kia cạnh tranh bán sản phẩm với giá 9 đồng, hàng khác nữa cạnh tranh với cái sản phẩm là 8 đồng, đúng không bạn? Đó, rồi người mua chúng ta cũng cạnh tranh lẫn nhau để chúng ta mua được những cái sản phẩm giá tốt, chúng ta đi chợ sớm hơn, đúng không các bạn? Tìm đến những cái quầy bán hàng uy tín để chúng ta mua, chúng ta cạnh tranh lẫn nhau. Thì cuộc đời, đúng không bạn? Kinh tế bây giờ người ta mở theo cái hướng đấy, tức là để cho mọi người tự do cạnh tranh. Thì tuy nhiên chúng ta cũng sẽ có bốn loại thị trường nhỏ ở bên trong. Tức là có những cái sản phẩm á, thì dựa vào đặc tính của sản phẩm của nó, người ta sẽ phân loại nó là thuộc loại thị trường nào trong bốn cái loại thị trường sau đây. Thì loại thị trường đầu tiên thì mình giới thiệu với tất cả các bạn đó, đó là thị trường cạnh tranh hoàn hảo, perfect competition. Cạnh tranh hoàn hảo tức là sao? Tức là sản phẩm của mình đó là nó giống nhau, products are the same, ok, tất cả sản phẩm đều giống nhau hết. Ví dụ như là mình có vé số, đúng không bạn? Vé số phát hành trên lãnh thổ Việt Nam. Khi chúng ta nói về một cái thị trường nào đó thì chúng ta phải xác định rõ đó là sản phẩm gì, dịch vụ gì và địa bàn ở đâu, đúng không bạn? Chứ còn không phải là sản phẩm nào nó cũng giống nhau. Ví dụ như là chúng ta không thể nói rằng là cái sản phẩm xe hơi, đúng không bạn, thì nó giống như là gạo, không phải. Hay là sản phẩm gạo nó giống như sản phẩm truyền hình cáp, internet của mình, không phải. Mỗi sản phẩm nó có cái đặc tính khác nhau, đúng không bạn? Cho nên khi mà mình nói á, là sản phẩm nào, thị trường nào thì nó phải cụ thể, đúng không bạn? Ví dụ như thầy nói là vé số ở địa bàn Việt Nam, thì các bạn thấy á, 63 tỉnh thành Việt Nam thì tờ vé số có phải là nó đều giống nhau hết không các bạn? Đúng không? Đều có giá là 10.000 hết, vé số thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bến Tre, vân vân. Thứ nhất là sản phẩm giống nhau, và thứ hai đối với cái perfect competition, cạnh tranh hoàn hảo này á, là chúng ta có rất là nhiều người mua, rất là nhiều người bán. Ok, many sellers, many buyers, đúng không bạn? Và do đó mỗi cá nhân chúng ta, individual, mình gọi là cá nhân á, sẽ không có cái tác động gì lên trên thị trường này, đúng không bạn? Ví dụ như là mình là người bán vé số thì chúng ta cần cái tờ vé số 2 chúng ta bán phải với giá là 10.000, đúng không các bạn? Chúng ta không thể nói là bởi vì tôi bán cho anh một cọc vé số cho nên tôi bán sỉ cho anh là 9.000 hay 8.000, đúng không? Rồi chúng ta là người mua, chúng ta không thể nào bảo rằng là tôi mua một tờ là 10.000, bây giờ tôi mua một cọc á thì bán cho tôi 9.000 thôi, được không các bạn? Coi giờ các bạn thử mặc cả khi mà các bạn mua vé số như vậy chưa? Chưa bao giờ, đúng không?
đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái thị trường này nó rất là cạnh tranh, sản phẩm là nó rất giống nhau và có rất là nhiều người mua, rất là nhiều người bán, đến nỗi chúng ta mỗi người giống như là hạt muối bỏ vào bể, chúng ta sẽ không có tác động gì cả. Mình gọi là no influence over the price. À, và do đó người ta nói người mua và người bán ở cái thị trường này gọi là những price taker. Price taker tức là chúng ta phải nhận giá từ thị trường, đúng không các bạn ha? Chúng ta mở đại lý vé số hay là chúng ta phải chấp nhận cái giá vé số là như vậy. À, chúng ta thấy nhiều bạn thích thì cái tờ vé số đó mệnh giá đó là nhiều đó, được không bạn ha? Hoặc là một cái sản phẩm như là thẻ cào điện thoại di động 10.000, 50.000, đúng không các bạn? 20.000 cái thẻ cào, sản phẩm giống nhau, đúng không bạn ha? Chúng ta không thể nào chúng ta, mình là người bán thì tự đặt giá được, được không bạn ha? Rồi cái thứ hai là thị trường gọi là monopoly. À, thị trường monopoly thì nó lại khác hoàn toàn, đối lập 180 độ so với perfect competition. Monopoly tức là độc quyền, only one seller. Ok, we have a lot of buyers but only one seller. Một người bán duy nhất, được không bạn ha? Trong cuộc chơi có rất là nhiều người mua. Ok, các bạn có thể cho thầy một cái ví dụ nào mà chúng ta chỉ có một nhà cung cấp loại sản phẩm nào mà chúng ta chỉ có một người bán thôi, được không bạn ha? Một người bán only one in the market. À, ví dụ như là electricity, điện, đúng không các bạn? À, tất cả chúng ta 100 triệu dân ở đất nước Việt Nam này phải mua điện từ chính phủ, đúng không? À, chúng ta không có bất kỳ một cái công ty tư nhân nào tham gia vào lĩnh vực này hết. À, điện do nhà nước bán, và do đó bởi vì độc quyền thì nhà nước có quyền hạn gì các bạn? Bởi vì độc quyền cho nên người bán có quyền tự đặt ra giá, đúng không bạn? À, họ đặt ra giá điện bao nhiêu thì có phải là các bạn phải mua và trả bấy nhiêu không? Ba mẹ các bạn, gia đình các bạn có quyền mặc cả về giá điện không các bạn? Không có, đúng không bạn ha? Nhà nước được bao nhiêu là phải mua bấy nhiêu, đúng không bạn ha? Còn nếu chê mắc quá thì khỏi xài, đúng không bạn ha? Đúng không? Chê mắc quá thì khỏi xài đi, nhà nước đâu có cần bạn xài điện đâu, đúng không các bạn? Không? Bạn tưởng bạn là ai? Who you think you are, đúng không? Ở đây chúng ta thấy ở monopoly này, đúng không các bạn ha? Not good for the buyer, không tốt cho người mua chút nào, bởi vì chúng ta hoàn toàn là chúng ta bất lực, chúng ta không có một cái quyền hạn gì với lại người bán cả. Tuy nhiên đối với người bán hàng phía bên supply á thì họ rất thích trở thành một monopoly, bởi vì điều đó cho họ cái quyền hạn thao túng thị trường vô hạn, đúng không các bạn ha? Ok, next we have oligopoly. Tiếp theo đó là dạng thị trường oligopoly. Đó thì oligopoly ở đây á, nó gần giống với monopoly, tức là thị trường của mình không phải là just one seller, không phải là một người bán, mà ở đây á chúng ta sẽ có một vài người bán. Ví dụ như chúng ta có thể là có 3 hoặc 4 hoặc 5 người bán, that's all, hết rồi, không còn ai nữa. À, ví dụ các bạn có thể cho thầy một cái sản phẩm nào, một cái dịch vụ nào mà trên thị trường chỉ có khoảng là vài ba nhà cung cấp không? Can you think of any example? À, ví dụ để mình cho các bạn một cái ví dụ như thế này ha. Ví dụ như là sản phẩm mạng điện thoại mà chúng ta đang sử dụng, được không ạ? Mình gọi là mobile phone network, được không ạ? Rồi thì các bạn hãy cho em biết xem đó là các bạn đang sử dụng nhà mạng nào. Which mobile phone network supplier are you using? Các bạn đang sử dụng nhà mạng nào? Các bạn nói thẳng là Viettel. Right, chính xác, Viettel, một nhà mạng rất là phổ biến. Rồi chúng ta có Mobifone, đúng không? Có Mobifone thì phải có Vinaphone, đúng không các bạn? Như vậy mình có là Viettel, Mobifone, Vinaphone. Rồi còn nhà mạng nào nữa không? Còn nhà mạng nào nữa không mà ba nhà mạng này? Còn một nhà mạng nữa chuyên khuyến mãi thánh sim, đúng không? Sim bục, đó là Vietnam Mobile, đúng không các bạn ha? Ngày xưa thì mình còn bắt thêm Beeline với cái sim tỷ phú gì đấy, nhưng mà dạo này mình thấy là sim Beeline đã hoàn toàn nó biến mất khỏi thị trường, đúng không các bạn ha? Không thấy nữa. Ok, where did they go? Họ đi đâu vậy? Thì chúng ta thấy thị trường bây giờ chỉ còn lại có 4 nhà cung cấp, đúng không các bạn ha? À, như vậy thì một cái thị trường mà chỉ có 4 nhà cung cấp như vậy á, mình gọi là oligopoly. Và 4 nhà cung cấp này chúng ta thấy á, chúng ta thường xuyên nhận những cái tin nhắn khuyến mãi, đúng không bạn ha? Khuyến mãi nạp thẻ, khuyến mãi nạp kẹt, vân vân. Nhưng mà đôi khi á, những cái nhà cung cấp ở oligopoly market này á, có thể là họ không cạnh tranh với nhau, mà họ sẽ kết hợp, họ gặp nhau thảo luận để họ đề ra một cái chính sách chung áp dụng cho cả thị trường luôn. Bởi vì họ suy nghĩ rằng là bây giờ thị trường chỉ có 4 người thôi,
tại sao chúng ta lại cứ cạnh tranh, chúng ta đâm chém lẫn nhau, đúng không bạn ha? Để cuối cùng người được hưởng lợi cuối cùng trong cái cuộc cạnh tranh này là ai các bạn? Có phải là doanh nghiệp được hưởng lợi không, hay là ai cũng là người được hưởng lợi? Nếu như các doanh nghiệp cứ cạnh tranh gọi là khuyến mãi giảm giá mãi như thế này là người tiêu dùng, đúng không? Thì doanh nghiệp họ suy nghĩ như vậy, thì bây giờ thay vì chúng ta cạnh tranh như vậy, họ sẽ ngồi lại với nhau, họ đàm phán, họ thương lượng và phân chia thị trường, áp cái mức giá để ép người tiêu dùng, được không bạn ha? Để từ đó làm sao là có lợi nhất cho tất cả bốn bên này, được không bạn ha? Những cái anh tham gia oligopoly market này đó, và đẩy đồng tiền về phía bên khách hàng, đúng không? Thì đó là dạng oligopoly, nhưng mà cũng may thay đó là nhà nước cũng như là nhiều chính phủ trên thế giới đã có những cái luật để chống lại sự hiệp thương giữa các oligopoly. Rồi, và cái dạng thị trường cuối cùng đó là monopolistic competition. Chúng ta thấy competition là cạnh tranh, nó cũng tương tự như là perfect competition gen, tức là một cái thị trường nó có rất là nhiều người mua và nhiều người bán, đúng không ạ? Tuy nhiên nó khác biệt nhau như thế này. Đối với perfect competition thì sản phẩm là nó giống nhau, product are the same, ví dụ như là tờ vé số, đúng không các bạn ha? Tuy nhiên đối với lại monopolistic á, là sản phẩm nó có một cái chút khác biệt nhẹ nha, nó có một chút khác biệt nhẹ, và từ cái sự khác biệt này á, có thể khác biệt về chất lượng hoặc khác biệt về thương hiệu, khác biệt về mẫu mã, và từ đó cái giá thành nó cũng sẽ khác nhau. Các bạn cứ cho này một cái ví dụ về monopolistic xem, loại sản phẩm nào mà chúng ta cũng có nhiều người mua nhiều người bán đấy, nhưng mà sản phẩm nó có một cái chút khác biệt. Được, có thể là brand name khác nhau, có thể là package đóng gói khác nhau, có thể màu sắc, mùi vị, mùi hương khác nhau, và giá thành nó sẽ khác nhau. Sản phẩm nào các bạn có thể nghĩ ra được không? Ví dụ như là mỹ phẩm, sữa rửa mặt, kem đánh răng, quần áo, đúng không các bạn? Ví dụ như là mình nói rằng là sữa rửa mặt, sữa rửa mặt về cơ bản nó đều giống nhau, đó là một chất xà bông để tẩy rửa mặt. Nhưng mà các bạn thấy á, đó là chúng ta có rất là nhiều hãng trên thị trường, đúng không bạn ha? Và sữa rửa mặt Việt Nam cũng có, đúng không? Sữa rửa mặt của Hàn Quốc cũng có, sữa rửa mặt Nhật Bản có, sữa rửa mặt của Mỹ có, nước nào cũng có hết. Nó khác nhau về cái bao bì, màu sắc, đóng gói, đúng không bạn ha? Mùi hương. Rồi sữa rửa mặt có những cái hạt than hoạt tính, chẳng hạn những cái hạt li ti để mà làm sạch lỗ chân lông vân vân, đúng không? Và màu sắc mùi hương khác nhau. Và từ đó các bạn thấy á, giá thành của các chai sữa rửa mặt trên thị trường nó giống nhau không? Khác nhau hoàn toàn luôn, đúng không các bạn? Đúng không? Đó là dạng monopolistic competition. Như vậy là chúng ta hãy suy nghĩ xem trong cuộc sống của mình, những cái sản phẩm rất là quen thuộc hàng ngày của chúng ta, nó sẽ thuộc dạng thị trường nào ở trong bốn dạng thị trường này. Thì từ cái việc xác định được là cái sản phẩm chúng ta đang làm, chúng ta đang sở hữu, chúng ta đang kinh doanh nó thuộc về thị trường nào, thì sẽ giúp cho mình nắm bắt được cái đặc điểm tâm lý hành vi của người mua và người bán ở thị trường đấy. Ví dụ như là ở thị trường độc quyền monopoly thì tâm lý của người mua và người bán là khác nhau. Đối với thị trường oligopoly tâm lý sẽ khác, thị trường monopolistic tâm lý cũng sẽ khác, đúng không các bạn ha? Do cung và cầu là hai cái lực gọi là tổng quát và phổ biến nhất và quan trọng nhất trên thị trường, nó quyết định bên mua và bên bán có tiến hành được giao dịch hay không. Cho nên cái tâm lý, hiểu được tâm lý hành vi của mỗi bên đó nó rất là quan trọng. Nhưng mà cái việc hiểu được tâm lý hành vi của bên supply cũng như là bên demand đó, nó cũng khá là phức tạp chứ nó không đơn giản đâu các bạn. Cho nên phần này nó tương đối dài, cho nên thầy sẽ chia ra làm 3 phần. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ nói về demand, tức là phía bên khách hàng, phía bên nhu cầu, có nhu cầu. Phần thứ hai sẽ là nói về phía bên người bán, phía bên buyer supply, tâm lý của họ như thế nào, hành vi của họ làm sao. Và nội dung thứ ba đó là khi hai bên mua và bán gặp nhau trên thị trường thì họ sẽ thỏa thuận như thế nào, đúng không ạ? Cái mức giá nào là mức giá phù hợp và khi nào là không phù hợp, đúng không ạ? Khi nào thì chúng ta có những cái tình trạng gọi là dư thừa hàng hóa, khi nào thì chúng ta có cái tình trạng gọi là thiếu hụt hàng hóa, và người ta giải quyết cái tình trạng lệch pha cung cầu đó như thế nào. Đó, như vậy là sẽ có tất cả là 3 phần. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần bài đầu tiên, đó là nói về phía bên khách hàng, phía bên có nhu cầu gì mà. Thì chúng ta thấy rằng là khách hàng, tâm lý khách hàng đó là gì? Các bạn sẽ thấy người ta có một cái định luật, nó giống như là định luật của về định luật trái đất lên các bạn ha, là nói về cái trọng của trái đất. Thì định luật của phía bên khách hàng chúng ta có một câu, đó là hàng càng khỏe, sản phẩm càng khỏe thì người ta mua sao các bạn?
hàng càng khỏe thì người ta mua càng nhiều, đúng không? Như vậy chúng ta thấy when the price is low, price mà nó low á, giá thấp á, thì người ta mua nhiều đó, thì người ta gọi là quantity demanded, tức là cái sản lượng á, cái số lượng được yêu cầu á, nó nhiều. Và ngược lại khi mà giá mắc, sản phẩm mắc, the price is expensive, thì cái tâm lý của người tiêu dùng thì sẽ sao các bạn? Nếu mà sản phẩm mắc thì người ta mua ít lại, đúng không các bạn? Người ta sẽ suy nghĩ nhiều hơn là có đáng không, đúng không bạn? Tất nhiên là mình nói những cái trường hợp phổ biến thôi, còn những cái sản phẩm gọi là nó quá có thương hiệu và các bạn là những cái fan quá cuồng của một cái thương hiệu nào đó rồi thì mình không có nói. Ở đây mình nói là cái sản phẩm bình thường thôi, mắc quá thì người ta phải nghĩ lại, đúng không các bạn? Người ta có thể là tiết kiệm lại hoặc người ta mua của những cái sản phẩm khác rẻ hơn, đúng không các bạn? Ví dụ như là iPhone mà mắc quá, đúng không bạn, thì lại có thể mua Samsung, đúng không các bạn? Samsung mắc quá, chúng ta vẫn có lựa chọn của Oppo, của Huawei, của Xiaomi, đúng không các bạn? Như vậy là khi giá cao nó là một cái problem đối với lại người phía bên người mua hàng, đúng không? Chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta cân nhắc. Cho nên ở đây mình có thấy có một cái mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa price là giá sản phẩm và cái quantity tức là lượng hàng hóa được mua. Giá càng cao, các bạn thấy, đúng không bạn? Các bạn đây nhìn ở cái trục sơ đồ này, đây là một cái trục sơ đồ phổ biến và nổi tiếng nhất của kinh tế vĩ mô, đó là sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa giá và quantity. Rồi ở đây phải có một cái đường dốc xuống như thế này, thì ở đây đó là đường demand curve. Thì cái định luật the law of demand, định luật demand nó nói là, đúng không bạn, when the price is high, khi mà giá cao thì quantity low, đúng không bạn, và khi price low thì quantity nó high. Thế là các bạn nhìn ra này thử là ví dụ như là mình đang đứng tại điểm A trên đồ thị ở đây. Thế là tại điểm A thì đây có cái giao điểm là giá là P1 và Q1, giá và sản lượng như thế này. Rồi nếu mà thầy tới điểm B, điểm B thì các bạn thấy á, là chúng ta có cái điểm giá 2, P2 và Q2. Chúng ta thấy á, khi mà mình giảm giá từ P1 xuống P2 như thế này đó, đây là góc tọa độ giảm giá, thì cái quantity nó sẽ như thế nào các bạn? Quantity nó đi từ Q1 tới Q2 là nó đang tăng lên, các bạn thấy không? Giảm giá thì quantity tăng, và ngược lại nếu như các bạn đi từ chiều P2 về P1 thì quantity nó lại giảm lại, được không bạn? Rồi thì chúng ta để ý, vì chính vì cái mối quan hệ ngược nhau như vậy á, cho nên cái đường demand đó, nó là một cái đường có cái dốc xuống như thế này, được không? Nó để ý mối quan hệ ngược nhau giữa price và quantity để nó phân biệt với một cái đường mà chúng ta sẽ học ở phần sau, đó là đường cung cấp supply, thì nó lại là một đường dốc lên. Đường supply nó lại là một đường dốc lên và nó sẽ là mối quan hệ cùng chiều giữa giá và quantity. Nhưng đây là đường demand, mối quan hệ ngược chiều giữa hai đường price and quantity. Rồi chúng ta thấy sự thay đổi về giá price nó chỉ đơn thuần dẫn đến sự thay đổi về quantity, đúng không các bạn? Tức là giá cao thì quantity thấp và giá thấp thì quantity cao, and that's it, đúng không? Nothing more, just simple as that, mà vấn đề rất là đơn giản. Tuy nhiên thực tế thì chúng ta sẽ thấy là nhiều khi nó không đơn giản như vậy. Nhiều khi giá của mình vẫn như thế thôi, chất lượng sản phẩm thì cũng như vậy thôi, nhưng mà tự nhiên, đúng không các bạn, chúng ta có thể bán được nhiều hơn hoặc là chúng ta bán ít đi mà chúng ta cũng không hiểu tại sao, quá thật rồi, đúng không các bạn? Cuộc đời này đâu phải là quantity nó chỉ ảnh hưởng bởi cái yếu tố về giá đâu các bạn, nó còn bị ảnh hưởng bởi những yếu tố khác như là yếu tố chính phủ, yếu tố thuế, yếu tố thị hiếu người tiêu dùng, yếu tố thu nhập của khách hàng, yếu tố về khẩu vị, về cái gu của khách hàng nữa các bạn, theo thời gian nó cũng thay đổi, đúng không các bạn? Mình không làm gì sai cả, đúng không? Nhưng mà cái vấn đề đó là thời gian thay đổi, đúng không bạn? Và từ đó chúng ta bán ít hơn hay chúng ta bán nhiều đi, cái chuyện đó chúng ta không biết được. Ở đây người ta đã nghiên cứu và người ta tổng quát lại những cái yếu tố có thể làm thay đổi hoàn toàn cái đường demand. Ví dụ đường demand của thầy á đang là đường D cũ, đúng không? Có những cái yếu tố nó có thể làm dịch chuyển hoàn toàn đường demand qua bên trái hoặc qua bên phải luôn. Nếu mà dịch qua bên phải như thế này á, từ D qua D2 á, thì mình gọi là trường hợp increase, là tăng lên, tăng trưởng demand. Còn nếu như nó dịch về bên phía bên trái đường demand, các bạn ha, nó là một đường song song và dịch chuyển qua bên tay trái như thế này á, thì nó sẽ là thể hiện cho cái sự giảm nhu cầu, decrease in demand. Rồi thì có những yếu tố nó làm chuyển dịch hoàn vào cái đường demand, ví dụ như là yếu tố về thu nhập khách hàng, income, ví dụ như là kem Baskin Robbins chẳng hạn, hoặc kem Häagen-Dazs. Các bạn đã từng ăn những cái kem đó chưa các bạn?
Các bạn có thể cho thầy biết rằng là một viên kem Baskin Robbins có giá bao nhiêu không? How much is that for one cup of ice cream? Có thể là 70 ngàn, đúng không, cho một ly Baskin Robbins, à, hoặc là 100 mấy chục ngàn cho một ly kem Haagen-Dazs. Rồi ví dụ như là hồi xưa các bạn đang là sinh viên, đúng không, các bạn không có tiền, hàng hàng các bạn phải xin tiền của ba mẹ, đúng không? Chúng ta thấy rằng là cái kem Baskin Robbins đó nó mắc quá, 70 ngàn một viên kem là các bạn làm sao mà ăn, đúng không các bạn ha? Thì có thể chúng ta ăn những cái kem khỏe hơn, đúng không bạn ha? Chúng ta không dám bước vào tiệm mua những cái sản phẩm như vậy. Nhưng mà sau này, đúng không các bạn ha? Khi thu nhập của các bạn tăng lên, các bạn ra trường, các bạn đi làm, các bạn có tiền, tự nhiên các bạn thấy á, 70 ngàn đi kem nó không làm cái gì cả, đúng không bạn ha? 70 ngàn hoặc chậm nhất là 100 ngàn một đi kem, các bạn vẫn ăn bình thường, hàng tuần vẫn dắt người yêu, dắt bạn trai, bạn gái đi ăn vào đàng hoàng, đúng không các bạn ha? Có tiền mà nó khác. Rồi chúng ta thấy cái yếu tố thu nhập, income nó thay đổi hoàn toàn cái đường bị mang của mình. Các bạn mua nhiều hơn những cái sản phẩm đó không phải là bởi vì giá nó rẻ, mà chỉ đơn giản đó là bởi vì các bạn có tiền nhiều hơn, đúng không các bạn ha? You are richer and you demand more. Tuy nhiên các bạn lưu ý cho thầy một điều như thế này: những cái sản phẩm như vậy á, chúng ta càng giàu chúng ta mua càng nhiều thì mình gọi là normal goods, là những cái sản phẩm bình thường. Để nó phân biệt với trường hợp có những cái sản phẩm nó lạ kỳ lắm các bạn, tức là người ta giàu lên thì người ta lại mua ít tiền, người ta không mua nó nữa. À, các bạn cứ suy nghĩ sản phẩm nào mà khi các bạn có tiền rồi các bạn sẽ không mua nữa các bạn. Which product? Mình nói đúng không các bạn? Instant noodle. Ngày xưa thỏ hàng vi đi học sinh viên không có tiền, ok ăn mì gói. Bây giờ các bạn đi làm, các bạn trở thành ông này bà nọ rồi, chẳng lẽ các bạn vẫn ăn mì gói, phải không? Đúng không các bạn ơi? Thì khi thu nhập tăng, demand cho mì gói nó lại giảm nha bạn ha. Thì những cái trường hợp đặc biệt như vậy người ta gọi là inferior goods, ha, gọi là sản phẩm bình dân rẻ tiền, inferior goods. Rồi một yếu tố khác đó là price of related goods, là giá của những hàng hóa khác có liên quan. Đó, nhiều khi là cái nhu cầu của sản phẩm của mình nó bị thay đổi là bởi vì các đối thủ cạnh tranh đó họ thay đổi, và vô hình chung đó, nó làm xáo lộn thị trường, nó ảnh hưởng tới mình. Ví dụ như thế này, ví dụ như có những sản phẩm mà các bạn sẽ thấy đó, khi mà người ta giảm giá sản phẩm này, người ta increase price của sản phẩm này đó, nó vô tình làm giảm luôn cái demand sản phẩm của mình, đúng không bạn? Ví dụ như là sản phẩm gì, ví dụ như là Coca-Cola và Pepsi. Nếu mà đến đây là hai sản phẩm nó cạnh tranh với nhau truyền thống rồi, Coca-Cola, Pepsi, right? Bây giờ chúng ta thấy người ta có hai sự lựa chọn, đúng không bạn ha? Uống cái nào cũng được, đúng không bạn ha? Nước sữa, nước đèn giống nhau đấy. Rồi bây giờ giả dụ như Coca-Cola họ đưa ra một cái chương trình khuyến mãi giảm giá Coca-Cola, và chúng ta thấy khi mà giảm giá Coca-Cola tức là Coca-Cola đang rẻ đi, thì người ta sẽ làm sao các bạn? Người ta uống nhiều hơn hay ít hơn Coca-Cola ở đây? Người ta uống nhiều hơn, đúng không bạn ha? Giảm giá về cơ bản theo định luật law of demand, tức là sản phẩm rẻ thì người ta sẽ mua nhiều hơn. Kể cả những người đang uống Pepsi mà thấy Coca-Cola rẻ, đúng không bạn ha? Người ta có thể dễ dàng người ta kêu lo Coca, đúng không bạn ha? Và bởi vì người ta uống nhiều Coca hơn thì cái lượng tiêu thụ của Pepsi nó sẽ vô hình giảm xuống. Như vậy là Pepsi, cái nhu cầu của Pepsi cho suy giảm á, doanh số của Pepsi nó giảm á, không phải bởi vì Pepsi làm gì sai cả. Giá và chất lượng của Pepsi vẫn như vậy, nhưng mà Pepsi bị ảnh hưởng là bởi vì Coca-Cola đã giảm giá, đối thủ đã giảm giá, đúng không bạn? Đối thủ đã giảm giá mà anh đứng yên là chết, đúng không các bạn ha? Đúng không, là doanh số canh sụt giảm. Thì những cái sản phẩm như vậy người ta gọi là substitute, tức là những sản phẩm thay thế và cạnh tranh lẫn nhau, competing products, đúng không bạn ha? Coca-Cola and Pepsi, tiếng Anh nó gọi là complements, là những cái sản phẩm bổ sung. Sau đây substitute là những sản phẩm cạnh tranh. Rồi còn có những cái sản phẩm á, chúng ta giảm giá sản phẩm này thì nó lại vô hình kích cầu sản phẩm kia lên. Giảm giá sản phẩm này nó lại kích được nhu cầu của sản phẩm kia lên. Ví dụ như là sản phẩm gì các bạn biết không? Ví dụ như là thầy nói rằng là cái máy tính và cái công chuột mouse, đúng không? Thì có phải là ai sử dụng máy tính, đúng không, thì cũng đều cần có công chuột, đúng không các bạn? 99% là chúng ta đều cần công chuột. Rồi như vậy chúng ta thấy đó, đó là máy tính công chuột, đây là cái hai sản phẩm nó có cái tính chất tương hỗ lẫn nhau, tiếng Anh nó gọi là complement each other, complement supporting each other. Thì khi mà các bạn giảm giá laptop, giảm giá máy tính, người ta đi mua máy tính nhiều hơn, người ta đi mua máy tính nhiều hơn thì hiển nhiên người ta sẽ phải mua chuột nhiều hơn, đúng không các bạn?
đúng không? Người ta mua máy tính nhiều hơn thì người ta vẫn mua chuột nhiều hơn, mà người ta ít mua máy tính, người ta không mua máy tính nữa thì người ta mua chuột làm cái gì? Các bạn thấy không? Cho nên các bạn thấy á, chúng ta giảm giá máy tính vô hình nó lại tăng nhu cầu của máy tính và đồng thời kích cầu tăng nhu cầu của con chuột luôn. Nếu mà ta thì đó gọi là complement, những cái sản phẩm hỗ trợ bổ sung lẫn nhau. Rồi chúng ta có yếu tố về thị hiếu khách hàng face, đúng không? Tức là chúng ta không làm gì sai cả, nhưng mà cùng một ngày khách hàng họ đổi gu, đúng không các bạn ha? Bởi vì truyền thông, bởi vì khách hàng họ xem những tin tức ở châu Âu, châu Mỹ, họ theo những cái hot trend, đúng không? Những cái xu hướng mới trên Instagram, trên thời trang, fashionista, vân vân, họ thay đổi cái gu và họ không chuộng cái sản phẩm của mình nữa, đúng không các bạn ha? Cho nên lúc này doanh số chúng ta bị ảnh hưởng là bởi vì khách hàng đã đổi gu và từ đó chúng ta buộc lòng phải chạy theo cái mốt mới nhất nếu như chúng ta vẫn còn muốn giữ chân của khách. Rồi, yếu tố tiếp theo đó là expectation, là sự kỳ vọng của khách hàng. Chúng ta đang nói sự kỳ vọng của khách hàng chứ không phải kỳ vọng của người bán nha bạn ha. Rồi, thì đối với cái khách hàng đó, ví dụ như là thầy kỳ vọng rằng một cái sản phẩm nào đó thì đang có trong tay á, thì được bán hôm nay, nhưng mà tự nhiên thì là báo thì thấy là ô có một chuyên gia hoặc là những cái bản tin nó đưa ra dự đoán rằng sản phẩm thầy đang có trong tay, sorry, sản phẩm thầy được mua á, sorry, bên thầy là bên người mua mà đúng không các bạn ha? Thầy định mua một cái sản phẩm nào đó mà bây giờ thì đọc báo thì thấy là người ta nói là sản phẩm đó ngày mai, tương lai, ngày mốt nó có thể lên giá rất là nhanh, thì ngày hôm nay thầy sẽ làm gì các bạn? Nếu như thầy định mua, ví dụ như thầy định mua một cái khẩu trang, thầy định mua một cái thùng mì tôm trong cái dịch corona vừa rồi ha, mà thầy đọc tin tức trên Facebook, trên các thứ người ta bảo rằng là sản phẩm này đó, ngày mai, ngày mốt đó, là nó sẽ lên giá rất là mạnh, thì bây giờ thầy sẽ làm gì các bạn? What will they, what will I do today? Thầy sẽ chạy đi mua liền, đúng không các bạn? Thầy chạy đi mua liền, thầy chạy ra nhà gần nhà thầy mua khẩu trang, thầy mua mì gói, đúng không? Bởi vì thầy sợ rằng ngày mai thầy mà không mua sản phẩm nó khan hàng, nó tăng giá giống như dự báo, chết thầy luôn, đúng không các bạn? Right, đúng không? Đó thì tự nhiên là gì? Sản phẩm thì nó vẫn như vậy thôi, đúng không? Nhưng mà đổ xô cùng nhau đi mua bởi vì lo sợ rằng không mua ngày hôm nay thì ngày mai nó tăng giá, chúng ta không còn mua được nữa. Hoặc là như bất động sản, các bạn thấy không? Nhà cửa, nhà đất, đất đai, vân vân. Nhiều khi là mình định mua, đúng không các bạn ha? Đúng không các bạn ha? Nếu mà mình không mua ngày hôm nay mà chúng ta đợi 2 năm, 3 năm, 5 năm nữa, giá đất ngày càng lên, đất chật người đông, người đẻ được nhưng đất không đẻ được, thì có phải là chúng ta mất cơ hội ngày hôm nay không? Cho nên dẫn đến cái tình trạng là các bạn thấy bây giờ người người nhà nhà có tiền cái là đổ xô đi mua đất, được không bạn? Đó bởi vì họ sợ rằng không mua ngày hôm nay thì ngày mai giá đất nó lại lên, được không bạn? Đó chính là cái yếu tố expectation. Rồi còn nếu như mà thầy nghĩ rằng là cái sản phẩm đó mà nó không lên giá nữa hoặc thậm chí nó mất giá trong tương lai thì ngày hôm nay thầy mua làm cái gì, đúng không bạn? Ngày hôm nay thầy mua là bị hố, đúng không? Thầy sẽ đợi cho cái ngày mai á, khi nào giá nó giảm về thì mới mua, được không bạn ha? Thì đó chính là cái expectation, yếu tố kỳ vọng này đó, yếu tố dự đoán này, forecast này đó sẽ dẫn tới tác động lên cái hành vi của người tiêu dùng như thế. Và một cái yếu tố cuối cùng nữa đó là số lượng người mua, number of buyers. Chúng ta thấy có những cái sản phẩm, đúng không bạn, nó bán ở nơi này thì được nhiều, nó bán ở nơi khác thì lại được ít. Các bạn hình dung được không? Có rất là nhiều cái yếu tố nó dẫn đến sự khác biệt như vậy. Ví dụ cùng là cái điện thoại Samsung hoặc là iPhone bán ở Sài Gòn thì bán được nhiều, mà bán ở Vĩnh Long, bán ở Bình Phước, đúng không? Bán ở Đắk Lắk, Đắk Nông doanh số lại thấp. Tại sao? Không phải là bởi vì Samsung ở Sài Gòn tốt hơn, đúng không bạn? Không phải là Samsung ở Sài Gòn nó rẻ hơn, giá và chất lượng vẫn như vậy thôi, nhưng mà cái vấn đề đó là gì? Đó là đặc điểm cấu trúc dân số của Sài Gòn là nó đông dân nhất, phải không các bạn? Nó đông dân hơn thì hiển nhiên nó bán được nhiều hơn, đúng không? Còn ở Bình Phước rồi Đắk Lắk, Đắk Nông luôn các bạn ha, về vùng sâu vùng xa bán thì hiển nhiên doanh số nó phải thấp là đúng rồi, đúng không bạn? Những cái bạn sale ở những khu vực đó không làm gì sai cả, cái vấn đề đó là đơn giản, đó là vị trí nó không có được đắt đẹp, đúng không bạn ha? Yếu tố number of buyers, đúng không bạn ha? Cho nên tại sao á, các hãng sản xuất á họ thích tìm đến những cái thị trường, những cái quốc gia mà có dân số trẻ, những cái thị trường mà có gọi là baby boom, tức là bùng nổ dân số, họ thấy được cái tiềm năng potential, bởi vì chính cái sự bùng nổ dân số, chính cái thế hệ trẻ, đúng không bạn ha, là thế hệ người tiêu dùng các bạn ha, là thế hệ tiêu dùng ngày mai, đúng không bạn ha? Các doanh nghiệp đó là lý do tại sao doanh nghiệp châu Âu, châu Mỹ á họ hay đến châu Á để họ kinh doanh làm ăn, là vì vậy, bởi vì họ thấy được tương lai về number of buyers,
À, trong khi châu Âu, tại châu Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản cũng vậy các bạn thấy á, dân số họ là dân số già. Hàng năm nó không phải là tăng dân số, mà thậm chí dân số của Nhật Bản, Hàn Quốc là thậm chí nó còn đi sụp lùi nữa các bạn. Đúng không? Càng lúc nó càng ít người, người già thì nhiều hơn, mà người già thì mua sắm cái gì, mình nói thật đúng không? Các bạn có thế hệ trẻ người ta muốn mua chứ đúng không? Dân số thì là càng lúc càng ít. Đó. Nên tại sao là Mỹ, châu Âu, Nhật Bản họ qua Việt Nam, qua Thái Lan, qua Trung Quốc, qua Ấn Độ là vì lý do đấy. Ok, các bạn đã hiểu như nào? Thôi thì vừa rồi là thầy đã giới thiệu cho các bạn ha về khái niệm các dạng thị trường đúng không các bạn ha. Thì mình có bốn dạng thị trường, four type market đó. Các bạn chú ý ha, đặc điểm của bốn dạng thị trường đó là perfect competition, cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền, monopoly, oligopoly và monopolistic competition. À, thì các bạn cứ suy nghĩ về những cái sản phẩm qua mình nó thuộc dạng thị trường nào, và thầy cũng đã giới thiệu cho các bạn về cái nhu cầu của khách hàng, mối quan hệ giữa price và quantity, cái tâm lý của người mua hàng như thế nào, họ phản hồi như thế nào với cái giá, và chúng ta có những cái yếu tố nào làm thay đổi dịch chuyển hoàn toàn cái demand của người ta. Nào, ví dụ như yếu tố về thu nhập, yếu tố về sự cạnh tranh của những hàng hóa khác, yếu tố về gu khách hàng, sự kỳ vọng và yếu tố về dân số, số lượng người mua. Rồi, thì video hôm nay đến đây đã dài, thì thầy xin kết thúc ở đây. Ở buổi sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về tâm lý hành vi của người bán phía bên suppliers, và chúng ta sẽ cho người mua và người bán gặp nhau, supply and demand meet together, để xem đó, là họ phản hồi như thế nào, thỏa thuận giá hay làm sao, đúng không bạn? Rồi nếu mà chúng ta có tình trạng lệch xa cung cầu thì họ tìm cách giải quyết như thế nào. Đó là nội dung của những phần sau. Ok, rồi cảm ơn các bạn đã lắng nghe tới giờ phút này nha. Rồi chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.